Nào xong cần mồi đấy. Hello, xin chào các bạn đến với channel của mình nhá. Còn đây là Trinh Sư Đề, còn đây là Viên Sư Đề, còn mình là ca Sư Đề nhá. Hôm nay ba anh em chúng tôi đi làm clip thử lòng cái 2K4 nhá mọi người nhá. Rồi bắt đầu đi, let's go. Tôi chắc hơi cả. Hey, let's jump the guy again. Wow, my life. Quay tên mày à? Thằng Găng đâu rồi? Găng mất tích rồi. Hả? Mất tích rồi. Mất hồi nào? Găng mất tích năm 2018 ạ. Bây giờ tăng năm 2017. Có mất tích thật à? Lúc đi dạo rồi đâu có thể về đâu. Đây tới giờ đúng không? Ừ, mấy ngày rồi? 10 ngày. Đâu á? Kiếm cá. Thế mày lên đây là làm gì thế này? Hello, làm clip ạ. Mày không biết à? Tao không biết thì tao mới vô làm biết, tao biết là biết là béo mày. Làm cái lồn à? Làm cái lồn luôn thầy mà. Đi đâu đâu á? Đi đâu đâu á? Sao lồn này lồn tập trung. Thì bây giờ cầm quay điện thoại lại điện thoại. Đây đâu? Đây là cái gì? U mình lấy cái xe này mình đi chơi cài, mình đi chơi cài bên kia. U xe nguồn cắt này cũng biết lên luôn. Nó hư rồi. Thằng thì ngu. Nó đâu có hư, đâu có lọt rất mẹ. Nó đâu có hư, đâu lên. Hiện nay là cho ngạ cái clip trên này, hiện nay căng thẳng thao lắm mọi người. Tao đi chơi gái nha mày. Theo tao mày quay đi. Cái gì? Đó. Đệt luôn quay rồi. Nó vậy nào? Không để cái bạn. Đi rồi. Sao xe có biết tên mà. Rồi, cắt đau nha. Hello. Ơ, gì có mập. Nó kia có mập rồi. Hello. Ôi,
bị sao ấy. Khoe luôn. Khóa bên này nhá. Ok. Khoe luôn. Đủ. Rồi kia. Rồi quay lại đây. Quay đâu. Đặt đi về hả? Để chơi mày. Hả? Đi tập phải rồi. Ya tembik yo ibada. Ka hoi ha. Tembat panjang ha, meka ha. Ai thế này cái tụi tao.